Rồi quý vị ơi, bonsai 2047, 6 cây cần thăng 300k bao ship toàn quốc. Anh nào quen ship code là chuyển khoản nha quý vị. Ba tỉnh Quảng Nam, Đà Nẵng, Đắk Lắk là không giao hàng được nha quý vị. Rồi cái này bữa hổm tôi có nói rồi, tôi bán có 5 cây thôi là 300 bao ship á, nhưng mà tôi tặng thêm cây nha. Thì cái loại này cũng không còn nhiều nha, còn khoảng chừng 2 đến 3 cái lô như vậy nữa là hết trơn rồi. Cái này nó nằm ở trong này 2 năm rưỡi đến 3 năm rồi nha quý vị. Dễ năng ra tới đây trơn rồi đó. Đó. Cây nào cây nấy là nó già dữ dội luôn rồi đó. Nè quý vị thấy không? Nó đâu có lớn nổi đâu. Nằm trong này 2 năm rưỡi đến 3 năm tuổi rồi nè, rễ năng đặt cái bầu hết trơn luôn rồi. Đó, cây số 1 nha. Cây số 2 nè. Đó. Rễ năng ra nè, đặt hết trơn luôn rồi. Đây cây số 3. Đó. Hồi đó tôi uống quái quái vậy quý vị. Mấy năm trời rồi đó nó nằm trong đây luôn, tội nghiệp tới lắm. Nữa về cho nó mấy hộp phân này vô là nó xanh lại liền. 3 hộp đến 5 hộp thôi. Một tháng gì cải cho nó mấy hộp thôi. Đây là chậu thứ tư. Mấy cái này là cái chung uống trà của Nhật không nha quý vị. Đó. Thấy không? Bán cái này văn nghệ thôi chứ đâu có ai mà làm gì mà bán cho quý vị có mấy chục ngàn luôn chậu luôn nha. Tính ra cái này có 40.000 cây mà nguyên luôn cái chậu luôn, nổi cái chậu không hết 10.000 nha quý vị. Chứ không phải như mấy anh nói mà mua có 15-20.000 ký lô đâu nha. Không có cái chuyện đó đâu nha. Đó rồi. Đó. Cái chung này là mua bằng cái không á chứ không có nói mà mua ký nha quý vị. Anh nào mà nó có cái chung này mà bán ký lô mà 5-70.000 á, điện thoại cho tôi nha. Bao nhiêu tôi cũng mua hết hết trơn á nha. Bao tiêu luôn nha quý vị. Đó, anh nào ở An Giang, Long Xuyên gì đó, nói mấy chục ngàn ký á, 15-20.000 gì đó, tôi mua 50.000 ký lô luôn, 70.000 ký luôn. Cái lọ thứ chung nhỏ nhỏ vậy nha. Nha. Bao nhiêu tôi cũng mua hết trơn á. Đó. Tôi thầu luôn nha, đại lý luôn nha, tôi mua mấy năm nay, năm nào, đợt nào, tháng nào tôi cũng đi gò mấy lần hết trơn, tôi mua hết nha. Những cái loại nhỏ nhỏ này không có bán ký đâu nha. Lựa từ cái nha, còn bán ký là thập cẩm mấy ký nha. Còn cái loại chung chí chí vậy là mua từ cái luôn nha quý vị. Chứ đừng có nói mà mua mãi nha. Tôi mua thì từ 5.000 đến 7.000, 10.000 đổ lại một chung nha, nhưng mà tiền xe vô đó nha. Một chuyến đi mua chừng 200 cái như vậy là hết đắt. Có khi không có luôn nữa nha quý vị. Không phải giỡn chơi nha. Bây giờ mua cái loại chung này có tiền chứ không có mua được. Không còn qua bên biên giới được nữa nha. Đó, còn mấy cái bà mà đổ đóng đóng bán chén dĩa ha, tùm lum ha. Mua cái loại nhỏ này được mấy cái. Đó. Rồi, chung muốn trà của Nhật nha. Rồi, kết thúc quý vị ơi.